Khi tôi chỉ cái áo rồi có cái lá kỳ thì các bạn đừng hỏi câu và trả lời nữa. Chuyện đó là đương nhiên. Ông Trần Hữu Nghĩa là một cổ động viên bóng đá nổi tiếng tại Việt Nam. Người đàn ông hiện đang giữ cương vị chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam VFS này còn có một tài lẻ khác, đó là may những tấm đại kỳ. Những tấm đại kỳ đi theo đội tuyển Việt Nam trên khắp các khán đài, phong cùng hội cổ động viên tung bay ở những fan zone trong nền nhạc tiến quân ca đầy tự hào. Bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo từng bước gặt hái thành công và liên tục tạo ra những kỳ tích, những con số kỷ lục. Trong mỗi bước tiến của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, không thể thiếu vắng sự dõi theo và ủng hộ của người dân Việt Nam dưới những lá cờ đỏ sao vàng. Và người hâm mộ cũng muốn tạo ra những kỷ lục bên ngoài sân cỏ như một cách động viên tinh thần cho bóng đá, ấy là tạo ra những tấm đại kỳ. Ông Trần Hữu Nghĩa từng tạo ra nhiều lá cờ lớn để cổ động cho các đội bóng Việt Nam, nhưng ngay trước thềm SEA Games 2019, ông Nghĩa và nhóm bạn cổ động viên của mình quyết may lá cờ lớn nhất Việt Nam, sơ đồ kỷ lục tấm đại kỳ 20x30m nổi tiếng của thể công năm nào. Lá cờ này thì nó 20m5x30m5, trọng lượng nó gần 40kg. Nó may nếu mà chia công đoạn ra thì nó nhiều công đoạn lắm, nhưng mà phải thuần thục. Cái nhóm này là cái nhóm họ làm cho tôi biết bao nhiêu lá cờ rồi, tính ra là không biết bao nhiêu lá đại kỳ rồi. Lá này có lẽ là lá kỷ lục nhất Việt Nam đúng không? Lá này lá kỷ lục. Lá này là lá lớn nhất, lớn hơn cả cái lá thể công ngày xưa. Thể công ngày xưa là 20x30. Ông Nghĩa và những người may cờ đều không phải thợ may, vì tình yêu với đội tuyển và xem lá cờ như một công cụ hữu hiệu nhất trong việc truyền tải thông điệp, gắn kết cộng đồng, nên họ tự mày mò rồi thành những tay kéo may cờ như dân chuyên nghiệp. Rất nhiều công đoạn cho việc hoàn thành một tấm đại kỳ, nhưng với tấm đại kỳ lớn kỷ lục thế này, họ cũng chỉ mất 24 giờ đồng hồ để hoàn thành. Nói chung thì trước khi làm lá cờ thì nghĩ cũng quậy lắm chứ. Tại vì mình may lá cờ, mình may nhiều mình biết mà quậy lắm. Nhưng mà thật sự ra nếu mà mình nghĩ tới đến cái huy chương vàng SEA Games thì không có quậy. Ngay đến các bạn đây, các bạn cắt ngôi sao, cắt từ đêm qua, cắt khoảng đến 1 giờ rồi 30 sáng rồi. Để cắt ra cái ngôi sao, để ráp cái ngôi sao. Mà các bạn vẫn thức, các bạn vẫn vui vẻ. Sáng 6 giờ các bạn dậy rồi, cà phê sáng rồi bắt đầu chuẩn bị làm việc tiếp. Một tấm đại kỳ thì không thể mắc lỗi, dù là nhỏ nhất. Vậy với những thợ may không chuyên này, đâu là khâu khó nhất trong việc hoàn thành những lá cờ lớn? Khâu khó nhất là định vị ngôi sao. Mình phải làm sao mà định vị cho chính xác. Mình phải có chút xíu kiến thức về tiếng toán học. Mình phải biết dựng hình. Đại khái là dựng hình trong một năm để mình làm ngôi sao cho nó chính xác. Nói chung làm lá cờ thì nói chung là nó có nhiều có công đoạn khó. Khó thì mình phải tỉ mỉ và để mình sắp xếp lại cái ngôi sao cho nó hoàn thiện và định vị lại cho nó chính xác nhất. Lá cờ lớn nhất Việt Nam đã hoàn thành, sứ mệnh của nó là gì và những người may đại kỳ đang tin và kỳ vọng điều gì? Anh phải biết rằng là cái niềm khát khao chúng ta có vô địch AFF rồi, bây giờ chỉ có vô địch SEA Games thôi. Chúng ta vô địch cách đây 60 năm. Bây giờ chúng ta cần chiếc cái ngôi vị vô địch đó. Chúng ta cần cái huy chương vàng SEA Games.
chúng tôi làm cái lá cờ này để chào mừng cái huy chương vàng SEA Games bộ môn bóng đá nam tại Philippines. Thì nói chung làm lá cờ cho tổ quốc để tham dự SEA Games thì nói chung thì cũng rất là tự hào để làm lá cờ đó, và cũng hết lòng vì bóng đá Việt Nam mình để giành huy chương vàng SEA Games. Có nghĩa là mình phải muốn bóng đá mình nó phải phát triển hơn nữa. Có nghĩa là mình đã từng thắng Thái Lan, nhưng mà thắng Thái Lan thì trong những cái trận đấu của AFF, tức là khi mình đá như thế thì chỉ có khối Đông Nam Á công nhận rằng mình đá Thái Lan thôi. Tôi muốn rằng ở những cái trận đấu mà của World Cup chẳng hạn như vòng loại vừa rồi chúng ta thắng Thái Lan, có nghĩa là không phải Đông Nam Á thắng Thái Lan công nhận mình đâu thắng Thái Lan, mà thế giới công nhận rằng mình hơn Thái Lan, mình thắng Thái Lan. Nói chung thì nếu mà lá đại kỳ VFF mà đang sở hữu VFF mà đang sở hữu thì khoảng 10 lá rồi, lớn nhỏ cỡ nào cũng có, tùy theo sân, kể cả sân trong nhà cũng có, thì tùy theo sân. Nhưng mà lá này thì lá lớn nhất, lá này mục đích là tôi làm lớn nhất, là mang ý nghĩa là tôi muốn nhắc lại là tôi muốn bóng đá nữ, kể cả bóng đá nam phải mang huy chương như vậy. Tôi thì cái lời nhắn nhủ tôi có lẽ là không cần thiết, tại vì tất cả các cầu thủ bóng đá nam bóng đá nữ đều hiểu rằng khi họ ra đi họ không phải kinh kha, nhưng mà họ ra đi là ở sau lưng họ biết bao nhiêu, hơn 94 triệu cái lời nhắn nhủ của dân Việt Nam đối với dành cho họ. Lá cờ lớn nhất Việt Nam, nó sẽ là động lực, nguồn cổ vũ rất lớn cho các cầu thủ Việt Nam tại SEA Games. Những người luôn nói rằng họ chiến đấu vì ngôi sao trên ngực áo. Bên cạnh đó, tấm đại kỳ cũng là niềm tự hào của người dân Việt Nam nói chung. Nó kết nối tất cả trong giai điệu tiến quân ca hùng tráng, để tiến và để thắng. Kéo dán lại cái đã. Để kéo dán ở chỗ này đi. Kéo băng kéo kìa, băng kéo kìa. Trước mặt. Đâu. 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 Chút. Ngăn cái đường đi. Giống qua đây. Không có giống đâu nữa hết. Giống qua đây ông làm ba chuyện luôn đi. Đâu cái đường nó dán rồi mà. Chưa mà. Dán rồi. Dán rồi. Cảnh đó nữa mà anh chỉnh từ cái nách đó đó đi ra. Đây nè anh đang. Thôi có mạng số vậy không? Đây lắp đáp vào đây. Thank you.